Rồi các chị ơi, mình chấm giúp em số 2 nha. Em lên cho các chị cái phiên bản lần này xuất sắc lắm cả nhà. Cái màu rất rất là đẹp luôn. Cái màu này rất là sang nha cả nhà ơi. Chị nào nãy giờ mình chưa chốt được một cái em đồng nào yêu thích thì các chị nắn lại, em lên cho các chị một cái em đồng này. Các chị nhìn nè, không làm mất thời gian của mọi người. Trời ơi các chị, cái màu quá sang các chị ạ. Màu sản phẩm rất là sang luôn mọi người ơi. Đây là mã sản phẩm mới bên em luôn. Ai, mọi người nhìn giùm em cái form trước nhá. Rồi, em Ngọc tiến xa màn hình cho các chị nhìn cái form cho mã sản phẩm này trước. Rồi em sẽ tiến gần lại màn hình cho các chị xem cái dáng, cái vải của sản phẩm này. Đó mọi người, ai, đẹp chưa các chị? Đó, nãy giờ chưa lên cho các chị toàn là đầm body thôi. Nên là cuối live em quyết định lên cho các chị một cái form đầm dáng xòe A một tí, để cho mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn cho mã sản phẩm này. Mã này là mã mới bên em luôn. Đây là lần đầu tiên mà em Ngọc lên sóng mã sản phẩm này cho các chị. Form dáng rất là sang nha. Em làm cho mọi người cái mã đầm này sẽ là một cái form dáng maxi midi, dễ mang cho các chị rồi. Và đặc biệt nha, mã sản phẩm này cái màu nó quá đẹp các chị. Mọi người có thấy cái màu em đăng lên cho các chị không? Nó sang lắm lắm luôn mọi người ơi. 9132 là mã sản phẩm em đăng mang. Mọi người nhìn cái màu giùm em trước ha. Rồi, 9132 ngày hôm nay các chị bây giờ em đang còn lẻ size thôi. Mã sản phẩm này cháy hàng mọi mặt trận luôn, tại cửa hàng và em bán ở trên online luôn, đang cháy hàng mã sản phẩm này. Và hiện tại thì em Ngọc chỉ còn cho các chị là size S và size M thôi. 40kg đến 52kg chốt đơn cùng em luôn nha cả nhà. Mã sản phẩm này em Ngọc đang còn cho các chị là size S và size M thôi các chị, tiếc một tí. Nhưng mà tại vì nó quá đẹp đi nên là em đã cháy hàng gọi là sạch sành xanh luôn. Hết size L, hết size XL và hết size 2XL luôn. Em Ngọc chỉ đang còn cho các chị size S và size M. 40kg đến 52kg, 9132. Chất liệu van tơ gân các chị. Và em tiến gần lại màn hình cho mọi người xem nè. Cái chất của mình, cái form đồng này mang thì nó trẻ nha các chị. Cái vân vải dùm cho em nha các chị ha. Chất liệu van tơ gân kim tuyến các chị thấy nè, có vân sọc trên cái nền vải của mình á, tạo cái cảm giác người của mình thon gọn và cao hơn rất là nhiều. Phần ngực nhà em làm cho các chị sẽ một cái form dáng cổ V cắt điệu nha, và có làm cho các chị một cái chiếc nhíu nơ ở trên cái nền vải của mình, và cuối người xuống thì cũng không có bị hở form nhiều cho các chị nha. Dáng eo cao rồi nè, và bên cạnh đó em phối hai túi hai bên. Form cho em rất là xinh cả nhà. Mã sản phẩm này các chị đi du lịch, 9132 các chị mang mã sản phẩm này đi du lịch là hợp lý nhất luôn. Em cháy hàng mọi mặt trận cho mã sản phẩm này luôn các chị. Thứ nhất là cái màu đẹp nha, lên bản thiết kế bữa em thấy Ngân lên cho các chị á, lên mà thử mẫu thôi cả nhà là em mê cái em đầm này luôn á mọi người. Và chốt theo dự định luôn là sạch hết 3 size. Bây giờ chỉ còn có 2 size S và M thôi. 40kg đến 52kg, cái form này thì nó trẻ trung hơn một tí dùm cho em nha. Tại vì form dáng em làm cho các chị nè, tại vì cái phần ngực của mình á, em sẽ phối nơ, nó trẻ hơn tí. Nhưng mà cái màu với cái kiểu dáng thì vẫn phù hợp với tất cả các chị rồi. Form tay này thì nhà em làm cho các chị sẽ là một cái form tay loe rất là đẹp cả nhà ơi. Màu xinh ha các chị, cái màu này lạ lắm. Cái phiên bản màu này lạ, và đặc biệt là cái dòng chất liệu vải á. Em làm cho các chị van tơ gân nhưng mà có phối nhũ kim tuyến nữa, nó sọc sọc trên cái nền vải nè. Mọi người nhìn giùm em. Đó các chị, mọi người thấy cái vân kim tuyến không? Cái điều thành công của cái chất liệu vải này đó chính là có vân kim tuyến cho cả nhà. Lên form nó sang và nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Với mức giá ngày hôm nay 520.000 đồng, em cộng hỗ trợ miễn phí ship cho các chị 9132. Chị nào ủng ý chốt đơn hàng liền tay giùm em 9132 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. 40kg đến 52kg nha cả nhà ơi. Em còn có 2 size thôi, và mỗi size em còn số lượng ít chứ em không còn nhiều cho mã sản phẩm này. Mã sản phẩm này các chị em bán qua web hết, bán online hết, bán tại cửa hàng cũng hết luôn. Bây giờ còn có các chị là 2 size S và M thôi. 40kg đến 52kg, chị nào đang nằm trong tầm size này các chị chốt đơn cùng em Ngọc luôn. Hai túi hai bên cho các chị nè. Phơm dáng thì em cao 1m6 thì cái phơm đầm này vừa phủ gối, dễ mang dễ mặc. Cái em đầm này vải nó thoáng nha các chị ha. Vải thoáng nó sẽ giống như van tơ gân mà bình thường em giới thiệu tới tất cả các chị vậy. Nhưng mà cái này nó phối kim tuyến, nó lạ hơn, nó có ánh nhũ hơn xíu, nó bắt đèn cho các chị, lên form cực kỳ xinh luôn. 520.000 đồng cho em đầm này nha các chị, size S và size M thôi. Chị nào đang nằm trong cân nặng của size S và size M thì chốt đơn hàng liền dùm cho em luôn nha. Chứ không thôi là hết hàng mã sản phẩm này luôn các chị. Chứ không thôi là hết hàng mã sản phẩm 9132 của em Ngọc đang mang luôn ha. Lên đơn cùng em 9132 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. 9158 còn không? 9158 chị Bảo An ơi, mình comment dùm cho em 9158 và kèm thông tin số điện thoại, có gì nhân viên nhà em sẽ tư vấn sau cho mình nha. Còn chị nào đang ưng ý mã 9132 thì em chỉ còn 2 size thôi. Hôm nay các chị không chốt được là 2 size này có khả năng sẽ hết luôn đó cả nhà.
520.000 em cộng cho mọi người hỗ trợ miễn phí ship đối với mã sản phẩm này. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán dùm cho em Ngọc, tích lũy điểm cho đơn hàng thành công cho các chị. Thành viên bạc em giảm 10%, thành viên vàng em giảm 15%, thành viên kim cương em giảm cho các chị 20%. Đổi hàng trong vòng 5 ngày, vòng quay may mắn luôn chờ đón các chị. Hôm nay mua 2 sản phẩm em tặng cho các chị 1 sản phẩm bất kỳ ha. Mua 4 sản phẩm tặng cho các chị 2 sản phẩm bất kỳ. Mua 1 sản phẩm thì mình nhận được một voucher có thể quay lên trúng là 100 đến 150.000 đồng. Thành viên VIP thì hôm nay phải nói thật sự rất là may mắn các chị. Em áp dụng từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 là chúng ta còn 2 ngày nữa thôi. Các chị sẽ có cơ hội trúng một chỉ vàng 4 số 9 cùng đồng hành với em nha. Thật sự chương trình của mình rất là hấp dẫn nha cả nhà ơi. Còn bây giờ thì các chị nhìn ngắm một lần nữa mà sản phẩm này nha. Và em cũng sẽ tranh thủ là xuống like luôn á cả nhà ơi. 9132, chị nào đang còn trong tầm size S và M chốt đơn luôn, tranh thủ lẹ giùm cho em. Chứ không thôi là hết hàng cho bạn sản phẩm này luôn các chị. Cái màu này nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó đẹp ha các chị ha. Nhìn nó sao ta, nó kiểu nó nhẹ nhàng mà nó lạ lạ mọi người. Thông thường các chị đã có những cái màu mà gọi em thấy là nó cơ bản rồi. Nhưng mà cái màu này nó lạ và nó đẹp nữa cả nhà ơi. Với mức giá cho các chị là 520, ưng ý chốt đơn hàng liền giùm em nha. Phơm ngang cho các chị nè. Đó, và phơm đằng trước thì mọi người, cái phơm này thì trẻ nha. Tại vì em vào phơm cho các chị cái cổ này nó hơi trẻ trung tí, nó nhẹ nhàng hơn xíu. Nhưng mà các chị ơi, nó cũng không có hở nhiều cho mình đâu. Em cúi người xuống nó cũng đâu có hở gì nhiều đâu cả nhà. Tay này thì treo khuyết điểm rồi, và phần eo nè, các chị đính hai ly này chi các chị để treo bụng dưới cho mình á, để em tạo cho các chị một cái độ phồng đây nè. Đó, nó che cho mình cái khuyết điểm phần eo rất là tốt, đẩy hông và hai túi hai bên rồi. Chị nào thích thì chốt đơn hàng liền tay giùm em 10 giây cuối cùng nữa các chị ơi. Ưng ý 9132 chốt đơn giùm em 520.000 đồng. Những mã sản phẩm này các chị mua ngoài toàn là 1.6 triệu không ở cả nhà. Tại vì dòng chất liệu mà Vatergen mà cộng với vân kim tuyến nữa, nhà em phải nói là nhập cây vải này về trần thân luôn á cả nhà. Lâu lâu lắm luôn mới chờ được cây vải về. Và bữa trước là ngân lên cho các chị đúng một like là em hết cho các chị LM, LXL và 2X luôn. Là bây giờ chỉ còn S và còn M thôi. Đó. Và cái form này thì các chị em thấy là size S và size M, nếu chị nào mình có thể mình chốt luôn. Với một cái form dáng rất là xinh các chị, mã sản phẩm này đẹp nha. Họa tiết em thấy lạ mắt vô cùng luôn. Màu này em làm cho các chị, cái màu tím nó thực sự nó rất là lạ nha cả nhà. Không phải là màu tím mà kiểu là màu tím mà em làm cho các chị là nó sáng quá đâu. Nó cũng không phải là màu tím nó khoai môn quá, mà nó màu nó lạ lạ mọi người ơi. Ai mọi người nhìn bảng màu nè, nó hơi trầm trầm giùm em ha, nó nghiêng về tím nâu xíu á các chị. Đó, mọi người nhìn giùm em nè. Đó, vân kim tuyến trên nền vải luôn. Rồi bây giờ còn có hai size S và M thôi. 520.000 đồng 9132 giùm cho em là ok. Để em chuẩn bị xuống like cho mã sản phẩm này luôn á mọi người. Rồi chị nào ý chốt đơn giùm em nha. 9132 rồi, mỗi size S và M 40kg đến là 52kg. Còn nếu không có tín hiệu gì nữa thì em xin phép là xuống like tại đây. Các chị hoàn toàn có thể là mình xem lại like và mình chốt đơn hàng tại like giùm cho em luôn ha. Hôm nay thì em Ngọc và em Ngân lên cho các chị tổng cộng là 3 sản phẩm cho mọi người. Nếu như các chị còn lăn tăn gì nữa thì các chị quyết định lên đơn hàng đi. Hôm nay tất cả đơn hàng em đều miễn phí ship cho các chị. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em, tích lũy điểm cho đơn hàng thành công của các chị rồi. Những thành viên VIP thì chúng ta cũng đã có những chương trình ưu đãi giảm 10%, 15%, 20% giùm em ha. Mua 2 sản phẩm hôm nay các chị cứ gộp đơn đi cả nhà. Hoặc là các chị tag tên bạn bè của mình vào, mình mua tặng một chiếc rồi mình có thêm một chiếc nữa các chị ha. 2 sản phẩm tặng 1 sản phẩm bất kỳ, mua 4 sản phẩm tặng 2 sản phẩm bất kỳ giùm em. Và ngày hôm nay em kéo dài cho các chị còn 2 ngày nữa thôi nha cả nhà. 9132 gạch ngang kèm số điện thoại em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mình luôn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là em phải xuống like tại đây rồi. Các chị nào mình còn thích thì chốt đơn, chứ không thôi em xuống like này mà sản phẩm này cái khả năng hết size luôn mọi người ơi. Nhá, 9132 còn vài chiếc thì em vẫn treo tại cửa hàng để cho các chị ghé cửa hàng mình thử. Còn tại like các chị mình không chốt nữa là cái khả năng các chị cũng không còn để cho mình chốt đâu cả nhà ơi. Rồi, bây giờ thì chắc có lẽ là em cảm ơn các chị rất là nhiều nha. Mình có thể là nếu như các chị cảm thấy rằng là chúng ta ở trên like các chị chưa yên tâm một xíu nữa thì em mời các chị ghé ba chi nhánh cửa hàng của mình, đó chính là 454 Lụy Văn Bích, phường Hòa Thạnh, Tân Phú nha. Chi nhánh thứ hai là 837 Quang Trung, Gò Vấp, và chi nhánh thứ ba là 263 Lê Văn Việt, quận 9, thành phố Thủ Đức, để các chị có thể là thử những cái phơm dán này và mang sản phẩm về nhà luôn cho yên tâm hơn nha các chị ha. Nhưng mà tại là các chị yên tâm, em đã có những chương trình ưu đãi cho mình và cộng cho các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn bây giờ thì em cảm ơn các chị rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại các chị vào khung giờ tối nay vào lúc 8 giờ sẽ đồng hành cùng với Phượng Ngân nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều.